Chương trình phát thanh thanh niên. Chào các bạn, mời các bạn cùng tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý và bác sĩ của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Hãy nhấc máy và gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 826 2625, các bạn chỉ cần cung cấp tóm tắt nội dung câu hỏi, tên, tuổi, địa phương đang sinh sống cùng số điện thoại của mình. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ gọi lại theo số điện thoại bạn đã cho để tiết kiệm chi phí cho các bạn. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Đội ngũ chuyên gia tư vấn miễn phí của chúng tôi đang chờ bạn. Chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn cùng quý vị thính giả vào 10 giờ sáng Chủ nhật của ngày hôm nay. Và chương trình của chúng tôi sẽ tiếp nhận câu hỏi và trả lời cho quý vị thính giả từ bây giờ cho đến 10 giờ 45 phút. Còn nếu mà quý vị không kịp nghe buổi sáng thì có thể nghe lại vào đêm nay vào lúc 22 giờ 30. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Vũ Minh Phượng và Thành Văn người dẫn chương trình. Và số điện thoại duy nhất của chương trình chúng tôi là 0243 826 2625. Nếu có nhu cầu được tư vấn thì quý vị hãy gọi đến số điện thoại tổng đài này của chúng tôi để kỹ thuật viên của chúng tôi lưu lại những cái thông tin cần thiết. Và khi kết nối lại, quý vị thính giả sẽ được miễn phí tư vấn cho cuộc điện thoại này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Long An. Alo, Long An đâu ạ? Dạ, em ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy? Câu hỏi của em là em năm nay em 45 tuổi, nhưng mà hiện giờ em đang sống với một người là 35 tuổi. Rồi. Mà anh một năm rồi, anh ta lúc đầu em không biết anh ta có vợ ở bên ngoài. Nhưng mà bây giờ em hay ra là anh ta có vợ bên ngoài rồi, nhưng mà em đang ở trong nhà của anh ta, em đang nuôi vợ của anh ta bệnh. Rồi em định là rút lui, nhưng mà em rút lui, em nói một lần đầu thì anh ta không chịu. Em nói một lần thứ hai anh ta không chịu nữa, nhưng mà anh ta rất là quan tâm, lo lắng cho em. Rồi. Mà, dạ, nhưng mà giờ em không biết sao nên rút lui hay không, mà hiện giờ em đang chăm vợ anh ta bệnh, là vợ lớn anh ta đó. Nhưng mà anh ta đã có người bên ngoài em không hay. Nhưng mà cái tình tay ba này em thấy nó khó chịu quá à. Em muốn xin chương trình cho em một lời khuyên coi mình nên rút lui hay là ở lại trong nhà đó. Em cũng không biết sao. Vợ anh ta bị bệnh gì? Anh ta bị bệnh tai biến, bị liệt nửa thân người đó. Chị thì ơi. Em đã chăm vợ anh ta nay là 3 năm rồi. Nhưng mà tình cờ là em đến nhà anh ta là... Em đến với anh ta là em sống nay một năm rồi, mà anh ta rất là quan tâm, rất là lo lắng cho em từng miếng ăn luôn á. Nhưng rồi. Mà em thấy tình tay ba này khó chịu quá, nhưng mà trước khi đến đó là em không biết là anh ta ở bên ngoài đã có vợ có con. Nhưng mà có người ở bên ngoài có đứa con rồi nữa, rồi anh ta cứ giờ cứ bắt cá người ta như vậy. Em đòi rút lui thì anh ta không chịu. Tôi chưa hiểu cái câu hỏi của bạn, tôi có thể tóm tắt lại như sau được không? Tức là vợ anh ta, vợ chính thức của anh ta thì đang bị tai biến. Dạ dạ. Và nằm một chỗ. Dạ. Và không biết gì. Dạ, không biết gì hết. Bạn thì là người chăm sóc cho vợ anh ta. Dạ. Và cặp bồ với anh ý. Dạ. Thế anh ta lại còn có một người khác ở bên ngoài nữa. Dạ, trước khi đến nha. Dạ. Thế thì cứ đâu phải tay ba, tay tư đi chứ. Đúng không? Dạ. Tức là cùng một lúc anh ta có ba người phụ nữ. Đúng không? Dạ. Có vợ và có hai người tình bên ngoài. Một người tình là bạn. Coi như là người giúp việc luôn, đúng không? Dạ, cho vợ dạ, anh ta dạ, dạ, nuôi dạ. nấng trong nhà. Còn anh ta có vợ, có con bên ngoài nữa, có người tình và có con cả bên ngoài nữa. Anh ta có quan tâm cái người vợ mà đang bị tai biến nằm một chỗ không? Có hai đứa con. Có hai đứa con? Dạ. À, thế à, rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào. Mình năm nay 45 đúng không? Dạ, dạ. Mình đã có gia đình bao giờ chưa? Em hả? Em đã ly hôn rồi. Em ly hôn 4 năm rồi. Ly hôn 4 năm rồi. Rồi rồi. Thế các cháu, nhà mình có con không? Có nuôi con không? Em có hai đứa con, mà hai đứa con em lớn hết rồi. Lớn hết rồi. À, ôi dồi ôi. Bà nội với bà ngoại rồi đúng không?
Dạ. Mình có làm ăn gì không? Thì hiện tại thì em vẫn đang đi làm ở nhà của anh ta đó. Đang đi làm nhà anh ta, giúp tức là anh ta thuê mình về làm giúp việc đúng không? Dạ, anh ta thuê em chăm bệnh. À. Dạ, thế, chăm vợ anh ta bệnh. Rồi rồi, thuê chăm bệnh. Đấy, việc đầu tiên là đến với mình không phải là vì yêu đương gì, mà đầu tiên là thuê một cái bà 45 về rửa giấy rồi chăm no cơm nước cho cái bà mà vợ kia liệt đúng không? Dạ. Ừ. Thế xong rồi anh ấy bảo anh ấy yêu mình à? Dạ, rồi anh đến là anh nói là cũng như là anh gắn vợ lâu ngày quá rồi, hai người sống chung một nhà. Rồi, hiểu rồi. Tức là vợ kia thì nằm liệt chả làm ăn gì được. Đấy, anh ấy thì thương thật, nhưng mà lâu rồi anh ấy không có vợ chả làm gì, thôi thì mình là giúp việc thì nhân tiện cho anh tí đúng không? Dạ. À, thế là mình là người giúp việc, lĩnh lương giúp việc, nhưng mà lại kiêm thêm cái món phục vụ ông chủ cái kia nữa. Thế rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Mình làm cái đấy mình có thích không? Dạ. Nhưng mà ví dụ phục vụ ông chủ thế mình có thích không? Mình có thấy rằng nó có tình cảm không? Gia đình anh ta cũng biết nữa anh. Cha mẹ anh ta biết, anh ta gia đình cha mẹ anh ta vẫn chấp nhận. Nhưng mà cha mẹ anh ta là không chấp nhận cái cô vợ nhỏ ở bên ngoài, anh ta không vợ, cha mẹ anh ta không đồng ý. Rồi. Đó là anh ta chấp nhận em. Thứ nhất đấy. Cha mẹ anh ta chấp nhận em. Cha mẹ anh ấy chấp nhận em bởi vì mất cái gì đâu. Hiện nay là chăm con dâu người ta, đáng lẽ thì cháu người ta phải chăm hoặc là gia đình phải chăm, mình thì đã chăm rồi. Hai nữa là con mình là con trai, vợ nó ốm nằm đấy, lại có cái bà này bà lại còn cho nó nữa thì để níu chân bà ở đấy để bà làm nó có trách nhiệm hơn. Mình phải xác định cơ bản là mình ở ai trong cái lòng người ta. Mình là một cô giúp việc kiêm thêm cái món tình cho không biếu không thì chả có ông nào ông chả chăm chiều bác giúp việc. Chả lo cho từng bữa ăn giấc ngủ, bởi vì thay mặt mình để chăm vợ người ta xong lại ngoài ra lại rảnh rỗi lại còn làm cái món kia nữa thì ông ấy chăm là đúng rồi. Thế nhưng mình thì một là một mai. Nhưng mà giờ em không biết nên rút lui hay không, mà em rút lui thì anh ta không đồng ý. Anh ta cũng lo lắng cho em từng miếng ăn, anh ta lo dữ lắm. Được, không đồng ý mình nhà. Một thì rút lui thì cứ rút lui, chứ việc gì mà mình đi làm mà ăn mà mình lại còn phải đi đợi người ta đồng ý, đợi mình lo. Thế còn nếu như mình cũng có thể ở đấy, nhưng mà đừng có hy vọng gì lớn nhé. Ở đấy cứ yên tâm với việc là tháng mấy triệu tiền lương giúp việc, cộng với việc thôi thì anh ý đòi thì mình cũng thích, thì đôi bên là dạng cho nhau. Đừng có dạng là đi ghen tuông với anh ý rằng là anh vợ hai, vợ ba, đừng coi đây là một cái tình tay nọ tay kia. Đó, đúng không? Mình không có quyền để mà ngăn cản anh ý đi ở bên ngoài. Anh ý sẽ bảo là cô là cái quái gì hay là bà là cái quái gì, đúng không? Yeah, yeah. Ở đây mình cơ bản mình phải xác định mình là ai. Nếu thật sự mình mong muốn, 45 tuổi các cháu lớn rồi, mình nghĩ rằng mình cũng còn trẻ, biết đâu mình gặp được một người đàn ông nữa, mình đi bước nữa, mình có cái đoạn đời sau rất là vui, rất đàng hoàng, thì mình phải rút ra. Phải rút ra, mình phải đi làm công ty cũng được, đi làm ở quán cà phê cũng được, đi làm thuê ở siêu thị cũng được, mình ăn mặc váy vóc tươi tắn son phấn một tí, rồi tham gia câu lạc bộ này khác, dưỡng sinh dưỡng siếc, để rồi ở đấy cơ hội mình gặp một bác 55 tuổi chuẩn bị về hưu, vợ thì chết lâu rồi, con thì định cư ở nước ngoài, vân vân, người ta có hiểu biết là chăm lo cho mình rồi mình đấy, mình phải biết mình cần gì và mình là ai. Còn thì bây giờ cứ cơm thì no, đã có nhà anh no, lương tháng thì có, ngoài ra thỉnh thoảng anh lại đòi một tí, thế là mình cũng vui. Rồi mình cứ vì cái vui trước mắt mà mình đánh mất cả một trời, mà cho mình thọ 100 ấy, là mình còn 55 năm nữa đấy. Không lẽ cứ đi chăm vợ người ta, mai kia ngộ nhỡ trời bắt tội vợ anh đi sớm thì người ta cũng thải loại mình, chứ mình cứ ở đấy mãi được à, đúng không? Rồi lúc ấy anh sẽ đón cái cô vợ mà ở bên ngoài mà có con với anh ấy về. Hiện nay chẳng hạn cái bà vợ cũ mà chính thức cái kia, về mặt danh nghĩa thứ nhất là bà ấy cũng còn đang ốm nằm đấy, rồi con cái thì nó cũng lớn rồi cho nên anh không nỡ gì, nhưng mà anh cũng đã xác định cho tương lai rằng chị tai biến thì sớm muộn cũng không có hạnh phúc, hoặc là cũng có thể đi sớm, cho nên anh đã lo việc là anh ấy kiếm một cái bà vợ bên ngoài đấy. Còn mình thì là cô giúp việc và có làm thêm cái món kia thôi nhá, mà làm thêm không công. Mình xác định mình như thế thì hãy lo đến tương lai xa hơn là nghĩ đến chuyện cứ mỗi lần được gần gũi để thấy nó thích chuyện, thấy nó vui nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Nai.
Alo, Đồng Nai đâu ạ? Dạ, alo. Tôi đang nghe đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì? À, anh ơi, cho em hỏi bác sĩ tư vấn cho em. Thằng cu em ngày xưa nó lên 4 tuổi mà nó bị viêm tinh hoàn này. Mà một bên của cu em nó một bên to một bên nhỏ, mà có cái lúc mà nó 8 tuổi ấy, là nó teo một bên, thế em cho nó đi mổ ấy. Đi mổ mà bác sĩ nó kêu là ý là mổ để ấy lại ấy, mà bây giờ kiểu là nó cứ một bên to một bên nhỏ. Em hỏi sau này chứ không biết nó có ảnh hưởng về con cái không biết. Bây giờ cháu nó bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ cháu năm nay nó 13 tuổi rồi, vậy nên nó cũng tuổi, bây giờ nó tuổi nó lớn thì mình cũng nó nhạy cảm nên mình cũng khó. Có kiểm tra được không? Ý là kiểm tra thì vẫn kiểm tra được, nhưng mà nó một bên to bên nhỏ ấy, ý là mình sợ đến lúc bây giờ là cháu nó dậy thì chưa? Chưa, ý là nó chưa, nhưng mà ý là sợ 1-2 năm nữa nó lớn tí mình cũng lo ấy. Mà đi khám thì người ta bảo là không việc gì, nhưng mà ý là cũng lo ấy, một bên to bên nhỏ. Hồi 4 tuổi nó đã bị viêm tinh hoàn rồi đúng không? Vâng ạ. Viêm do quai bị hay là viêm do làm sao? Hay là tự nguyên hồi cu em nó bị sưng lên này, nó bị sưng lên này em cho ra viện. Rồi, và cái chính bên sưng bây giờ nó teo nhỏ đi đúng không? Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ trả lời câu hỏi mà bạn vừa nêu nhé. Vâng. Ơi chị chào em. Vâng, em chào chị. Thế cái hồi mà em đưa cháu đi khám ấy, thế xong là mổ ấy, thế là mổ bên nào? Ý là mổ bên phải ạ. Thế cái bên phải bây giờ là teo nhỏ à? Vâng, bên phải nó nhỏ hơn bình thường vậy ạ. Hồi đấy em cho bệnh viện thành phố Nhi Đồng là người ta bảo là cái hòn của nó chạy xuống, người ta mổ người ta kéo lên. À, tức là nó bị xa xuống dưới ấy, cho nên là bây giờ người ta phục hồi đưa lên. Chứ người ta không động gì vào cái tinh hoàn cả. Đúng không? Dạ, đúng rồi đấy. Ok, chứ không phải là tại chị đang chưa hiểu rõ lắm, đang nghĩ rằng là vì nó bị viêm cho nên mổ. Đấy. Thế thì câu chuyện mổ là một câu chuyện bị tách rời ra, và cái chuyện viêm từ năm 4 tuổi. Thế thì năm 4 tuổi bị viêm xong rồi mổ xong thì cũng không có vấn đề gì, nhưng đến bây giờ 8 tuổi thì xuất hiện cái bên mổ ấy là nó teo à? Không, ý là cái ngày em cu em nó còn bé ấy, là nó cũng mổ kéo lên thì nó vẫn vậy, bây giờ nó cũng vẫn vậy, nhưng mà ý là em bây giờ kiểu là cháu nó càng ngày là càng lớn rồi này. Và cái bộ phận của nó mình kiểu là mình là bố, nhưng mà sợ 1-2 năm nữa nó lớn nên mình rờ mó nó thì nó không cãi nên không lo sợ ảnh hưởng đường con cái này. Thế thì gần đây đã đưa đi khám ở đâu chưa? Thì hồi mổ xong em đi khám thì người ta cũng bảo là ý là nhiều người ta có một bên người ta vẫn có con bình thường. Đúng rồi. Bác sĩ người ta cũng vẫn nói như vậy. Đúng rồi. Thế nhưng mà vẫn cứ lo, đúng không? Cứ ở trong cuộc thì mới biết, cứ ở ngoài thì nói tỉnh khoeo thế thôi, nhưng cứ ở trong cuộc mà xem thì lo ra phết nhờ. Thì đúng như là người ta nói đấy em à, tức là cái tinh hoàn là nơi sản xuất tinh trùng nhá, thì là ở cả hai bên đều là coi như hai cái nhà máy đi. Thế thì bây giờ cái bên mà teo đi ý, gọi là nhỏ đi ý, nhỏ đi quá thì có nghĩa rằng nhà máy đấy sập rồi. Đấy, còn nếu mà nhỏ vừa vừa ấy thì nó như là một cái máy nhà máy nhỏ nhưng nó vẫn hoạt động sản xuất tinh trùng được. Đấy đấy là giả thiết cái bên teo ấy nhá. Thì có khi là vẫn được. Thế còn lại thì cái bên mà không teo thì nó như là một cái nhà máy độc lập ấy. Nhá, nó không ảnh hưởng gì cả. Đó, nó vẫn cứ làm cái chức năng của nó, nếu như nó không bị tác động gì cả, nó không bị viêm nhiễm gì cả. Vậy thì tốt nhất bây giờ cháu 13 tuổi rồi, thủ thỉ với nó xem là nó đã có giấc mơ ướt chưa. Tức là đêm ngủ tự nhiên mơ mẩn. Ý là cháu nó cũng, nói chung là cháu cũng chưa, ý là ấy, nhưng mà cháu cũng bé cũng đang học, nhưng mà ý là chị em lo xa vậy. Tại vì nó còn bé thì nhiều khi còn ấy được, chứ sợ nó lớn 1-2 tuổi nữa thì 13 thì 13 tuổi là bắt đầu nó sẽ có những trẻ là nó cũng đã dậy thì rồi đấy.
Thế thì bố thì dễ rồi, bố cứ thủ thỉ, đúng không? Nào, vào xem nào, bây giờ bình thường hóa với con đi, về cái chuyện xem hàng họ của con. Đâu, xem nào, tình hình như nào. Này, thế học sinh học ấy, người ta nói đến dậy thì con có được học không? Chúng nó được học rồi đấy, 13 tuổi là được học rồi đấy. Nhá, cho nên mình đừng ngại, mình cứ tưởng nói ra như thế là nó ngượng. Không phải đâu, ở trường nó được học rồi và mình bình thường hóa cái chuyện đấy đi. Đó, ừ, thế con được học là ở tuổi con là bắt đầu có dấu hiệu gì không? Đấy, thế con có thấy những cái dấu hiệu đấy chưa? Đúng không? Hỏi là có thấy chưa, có thể nó bị nó sẽ có những cái dấu hiệu của tiền dậy thì hoặc là dậy thì muộn hơn, hoặc là theo dõi xem là trứng cá rồi là cái giọng nói của nó có thay đổi không, tức là nó có cái dấu hiệu mà gọi là dậy thì ấy, nhá. Thế và đến nếu bắt đầu nó có các cái dấu hiệu dậy thì đấy thì vào cái thời điểm đấy mình cho con đi khám, chứ còn đi khám sớm quá cũng không làm được cái gì. Thế cho con đi khám. Mình khám ở đâu bác sĩ nhỉ? Mình lên trung tâm rồi là hay sao ạ? Em là ở Đồng Nai đúng không? Dạ. Thế thì mình lên Hồ Chí Minh đi cũng gần nhỉ? Chứ ở Đồng Nai có vẻ như không có. Lên Hồ Chí Minh thì bệnh viện Nhi Đồng. Vâng. Đó, thế thì lên đó thì khám, thì mục đích khám là để cái gì? Em kể chuyện như là kể chuyện với chương trình Cửa Sổ Tình Yêu này. Đấy, hồi đấy 4 tuổi là như thế, vân vân. Và bây giờ thì cháu cũng vào cái tuổi này rồi, tôi cũng thấy lo lắng, chưa thấy dậy thì, hoặc là em đợi một thời gian nữa em đi khám thì cháu đã dậy thì rồi, tôi lo quá, tôi muốn xem là nó, khi người ta vẫn cứ nói là một bên cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, vẫn có thể sinh con được, đúng không? Đấy. Vậy thì nhưng mà tôi vẫn lo, nhờ các anh kiểm tra cho thì người ta sẽ biết. Nhưng mà ý là cháu còn bé quá, mình còn nên đi khám bây giờ hay là để 1-2 năm nữa bác sĩ? Tại vì em sợ cái chuyện đấy nó nhạy cảm, mà nhiều khi sợ ảnh hưởng đến việc học của nó không ạ? Mình đưa đi vào những cái thời gian mà nó không ảnh hưởng đến việc học. Đi khám một lần một ngày thôi mà, hè này. Và bây giờ còn bé, đừng đi vội. Nếu chưa thấy các cái dấu hiệu dậy thì đừng đi vội. Nhá. Dạ. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của rồi, bác sĩ. Rồi, em cảm ơn bác sĩ ạ. Rồi, xin chào bạn nhé. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Yên Bái. Dạ. Câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi của em đó là, thứ nhất là sau khi ly hôn rồi nhưng mà vẫn có những cái kiểu như là mình vẫn còn nhiều điều phân vân ấy. Vâng, có những điều phân vân cũng như là mối quan hệ của chồng và mình. Mình và các con, cũng như là mình và gia đình nhà chồng. Rồi. Thì nó làm cho em phân tâm. Vâng. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 37 tuổi. 37 tuổi, làm sao lại ly hôn chồng và ly hôn lâu chưa? Em ly hôn được khoảng 8 tháng. À rồi. Thế và đông con không? Dạ, hai người con. Rồi, thế bây giờ mỗi người nuôi một con đúng không? Không, em nuôi hết. Rồi, thế bây giờ là mấy mẹ con ở đâu? Ở ra ngoài à? Hay là vẫn ở chung trong nhà? Không, em ở một nhà khác. Rồi. Tóm lại là bây giờ ly hôn xong rồi, anh ta lấy vợ mới chưa? Anh ấy không lấy vợ mới. Thế làm sao mà hai người lại ly hôn nhau? Do người thứ ba với cả bất đồng quan điểm. Tức là anh ta có người tình khác đúng không? Và... Vâng ạ. Rồi, thế tóm lại là ly hôn xong rồi. Thế bây giờ bạn bảo là vẫn còn cứ có mối quan hệ với con cái rồi lấn ràng buộc. Cấn.
lấn cấn con cái, lấn cấn với bố mẹ chồng. Chứ chẳng lẽ bỏ chồng thì bỏ hết tất cả luôn à? Bỏ cả con cái lẫn bố mẹ chồng cũ à? Đúng không? Thế bây giờ bạn cụ thể là như nào? Cụ thể là như thế này. Em thì không biết tâm trạng của anh ấy như nào, nhưng bản thân em thì lúc muốn quay về với anh ấy, lúc thì không. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em. Anh nghe câu chuyện em chia sẻ rồi. Và thời gian nó không có nhiều. Anh sẽ nói ngắn gọn một chút thế này. Hiện nay thì anh ấy, ngày xưa thì anh cặp bồ, nhưng mà chia tay xong thì anh cũng chẳng lấy ai, đúng không? Dạ. Và mới có 8 tháng. Còn mình thì chia tay cũng không phải vì hết yêu, mà chỉ vì sốc vì anh ấy có bồ, anh ấy có người thứ ba, đúng không? Còn gặp nhau không? Không rồi. Thế lấn cấn cái gì? Đại loại là chỉ kiểu có nhìn thấy nhau, nhưng mà không gặp nhau riêng bao giờ đâu. Kể cả con cái cũng không phải. Anh ấy gặp con thôi. Thế bởi vì ban nãy em có nói rằng là chia tay rồi mà vẫn cứ lấn cấn chuyện vợ chồng. Thế còn, tức là tóm lại mình có tiếc không? Em không tiếc. Rồi, thế không tiếc thì coi như là bỏ nó sang một bên nhá. Anh ấy chưa lấy vợ, chẳng qua là chưa tìm được người phù hợp. Còn mình thì cũng vừa mới một nách hai con, vừa qua một cái trận gọi là sốc tâm lý rất là lớn. Mình cũng chưa thể nghĩ ngay đến chuyện là có bạn trai được. Rồi cuộc sống nó sẽ yên ổn dần. Còn cái chuyện là mình nuôi hai con, rồi ông bà nội thấy là cháu nội của mình này ở với mẹ con trai mình, thì bây giờ bị vợ bỏ ở lang thang, dâu mới thì chưa có, dâu cũ thì đi rồi, các con thì cũng phải hẹn mới được gặp, không được như xưa nữa. Ông bà nội cũng xót xa, đôi khi cũng nghĩ rằng là giá con cứ chịu chấp nhận một tí, con thế thằng đàn ông ấy, nó chỉ thế thôi, chứ đối với nó vợ con vẫn là nhất quả đất, đúng không? Thế rồi vân vân, đại ý như thế, đúng không? Và mình thì cũng vẫn tốt, mình vẫn cho con đi lại với ông bà nội, và ông bà nội vẫn chăm cái cháu, điều ấy tốt. Vợ chồng bỏ nhau chứ con thì không bỏ bố mẹ, và các cháu thì nó cũng, ông bà nội không có lỗi gì trong cái chuyện là hai vợ chồng bỏ nhau. Và cái việc mình cho con đi lại ở nhà nội rất là tốt về mặt tâm lý cho các con. Nó còn biết có tổ, có tông, có gốc, có rễ, có nguồn, có cội. Chứ những người phụ nữ mà trẻ mà chỉ vì hận chồng, cuối cùng cắt đứt mọi mối quan hệ với nhà chồng, thì thực ra mình chỉ làm khổ con mình thôi. Con nhà mình sau này chả có anh, có em, chả có bên nội, bên ngoại gì, rồi nó vơ va vơ vẩn. Rồi, thế em lấn cấn cái gì? Em lấn cấn nói thật đó là em thương con và thương cả ông bà nội, vì ở nhà ông bà nội cũng hoàn cảnh nó cũng éo le lắm. Nhà có hai người con thì một người thì mất rồi. Còn chồng mình thì như thế. Anh thì lại như thế. Thương ông bà nội, thực sự ông thì bị hiểm nghèo, bệnh hiểm nghèo. Rồi. Thế thương thì định thế nào? Vì thương mà muốn gặp thì chồng cũ, nói rằng là nối lại duyên xưa để em chăm ông bà, hay là như thế nào? Em cũng kiểu như là không biết tâm lý của người ta thế nào, chứ mà bảo em bảo gặp nhau để quay lại với nhau thì không có chuyện đấy. Ồ, thế thì thôi. Thương thì em có thương nhiều cách. Ông bà, số phận ông bà thế rồi, mình kinh tế khá giả thì hỗ trợ ông bà, nếu đi viện thì vào thăm nọ kia. Mình thôi thì tuy không còn là vợ anh nữa, nhưng mà cũng gọi là dâu cũ, thì mình thương, nhưng thương không thể đánh đổi đời mình được, đúng không? Chẳng qua là vì cây mà dây quấn, vì yêu một cái cây mà phải yêu cả cánh rừng, vì yêu anh chồng mà mình yêu cả bố mẹ anh ấy. Còn hiện nay thì thật ra chỉ là tình người thôi. Và hơn nữa là mình cứ xác định đấy là ông bà nội của con mình nhá, gọi thế cho nó chuẩn từ ngữ. Ông bà khó khăn thì mình cũng chả thể giang tay mình đỡ hết được, đúng không? Nếu mà thật sự thấy ông bà nó éo le khó khăn và mình thì khá giả thì chia sẻ phần nào đó. Thế còn đừng có nghĩ rằng là vì thương ông bà éo le rồi lại thương các con không có bố, xong lại tặc lưỡi chấp nhận, lại gọi điện. Thế thật ra anh có còn muốn quay lại không? Trong khi bản thân mình bảo là không hề muốn chấp nhận quay lại thì không được. Đừng lấn cấn, chuyện gì qua cho qua. Tình cảm thì vẫn cứ còn. Đặc biệt là sau này mình, nếu như mà mình có bạn trai mới, có cuộc sống mới, thì rồi cũng chẳng còn hơi đâu, thời gian để mà nghĩ đến chuyện nọ chuyện kia nữa đâu. Chẳng qua lúc này là đang giai đoạn đệm. Cái cũ thì mất rồi, cái mới nó chưa có. Thì mình hay nghĩ luẩn quẩn thế thôi. Mình hồi tưởng, mình nhớ lại những cái thời xưa, rồi có gia đình, rồi có bên nội, rồi có ông bà nội nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Hy vọng bạn sẽ cân bằng lại cuộc sống nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia Tấm Ngọc Đình Đoàn. Cảm ơn ạ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Nam Định đâu ạ?
Dạ alo. Vâng, câu hỏi của bạn là gì? Anh ơi, cho em hỏi là con gái em 15 tuổi ạ. Rồi, con gái 15 tuổi. Cháu, ngực của cháu nó phát triển đấy, nhưng mà nó lại không có đầu ti. Thế à? Nó lại cứ mõm vào bên trong ấy. Thì em muốn tư vấn xem thể làm như cách nào ạ. 15 tuổi nó dậy thì rồi đúng không? Vâng ạ. Thế à, to to ra rồi. Thế mà ti thì lại đầu lại tụt vào trong. Vâng, lại mõm vào trong không có đầu ti ạ. Thế mẹ nó hồi xưa có thấy không? Dạ không ạ. Thế à? Tưởng hồi xưa mà mẹ nó thế thì bà ngoại sẽ hướng dẫn cách làm cho rồi, chứ mẹ nó không có kinh nghiệm nhỉ? Vâng. Đông con nhiều cháu chưa? Dạ em có hai cháu, một cháu lớn là cháu trai, gần cháu thứ hai cháu gái. À, thế thằng cu là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con trai em đang học đại học năm cuối ạ. À, thế là hai mấy rồi gì nữa đúng không? Vâng ạ. Rồi thế là cô em thứ hai thì mới có 15 tuổi đúng không? Rồi, bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ hướng dẫn mẹ cách làm thế nào để đầu ti nó tòi ra nhé. Anh Thành Văn, anh ấy lạc quan nhỉ. Ok, thì cháu dậy thì lâu chưa? Ngực to ra lâu chưa? Cháu dậy thì từ lớp 6 ạ. À, lớp 6 là 10... 13 ba. Tuổi. Nhỉ? Ờ, ba. Thế, tức là 2 năm nay rồi. Ngực càng ngày càng to à? Vâng, càng to thì chi thì cứ lõm cả. Rồi, thế thì bây giờ nó có một cái cách là như thế này. Mình cũng đừng lo lắng quá, có thể nó đang trong đà, gọi là nó đang trong cái giai đoạn phát triển mà. Vâng. Đấy, thế thì rồi có thể sau này nó sẽ tự bật ra. Nhưng ngay từ bây giờ dạy cháu hoặc là mẹ, đầu tiên là mẹ làm cho. Bởi vì mẹ nghe mà, nếu không có nó ở bên cạnh, bảo nó ra... ngồi cạnh mà nghe, thì nó phải giữ vệ sinh cái ngực của nó ấy, cẩn thận. Ví dụ như phải giữ sạch sẽ này, thế xong phải biết massage mỗi lần tắm hoặc là chủ động đi một ngày độ 2 hoặc 3 lần thì massage ở cái vùng ngực ấy. Và có xu hướng mình tưởng tượng như là ở giữa cái chỗ mà vị trí của đầu ti ấy, thì có một cái hạt gì đấy nhưng mà nó cứ lồi vào trong ấy. Thì mình massage xong rồi này, xong mình có xu hướng là hai cái ngón mình gọi là nặn nặn cho cái hạt lạc kia nó, hạt đậu đen kia nó trồi ra đi. Nhá. Nhưng mà em nhìn rồi, nhưng mà nó lại không có cái đầu đấy. Không. Đấy là mình hình dung rằng là nó có nhưng mà nó bị tít ở trong. Vâng. Thì mình thử tác động như thế xem nhá. Vâng. Tác động vâng. Xoa vào cái vùng đấy và rồi nặn nặn. Thôi thì nói là nặn nặn như là có cái gì ở phía trong thì để đẩn ra ngoài đi. Vâng. Hiểu ý không ạ? Tức là mình ấn vào như là ngày xưa mình cho con bú ấy. Vâng, em biết rồi. Đấy, thì cứ xu hướng là ấn ra như thế và làm cho con và dạy con nó cũng biết chăm sóc. Cái ngực vâng. của nó khi mà tắm xong rồi thì khi tắm xong thì làm cũng rất là tốt. Và tắm xong rồi vì nó lõm cho nên là phải lau cho nó khô, đừng để nước nó đọng vào đấy. Vâng, nhá. Vâng. Và giữ cho cái vùng đấy nó sạch sẽ. Vâng. Cứ như thế thôi đã, vì cháu nó mới có 15 tuổi. Thế vâng. Sau này phát triển hơn nữa thì cái tuyến sữa nó phát triển và các cái cơ ngực nó phát triển mà nó đầy đủ ấy, tức vâng. là nó đã hoàn thiện ấy, thì có khi là cái đầu ti đấy nó sẽ được đẩn ra ngoài. Vâng. Tuy nhiên rằng bây giờ mình cứ chủ động chăm sóc nó, coi như nó yếu ớt đi, thì mình chủ vâng. động mình chăm sóc cái vùng đấy để nó tốt hơn. Nhá. Vâng. Thế còn giả sử như là nó không có đầu ti và sau này nó lấy chồng nó nuôi con thì người ta cũng có thể người ta phẫu thuật để người ta tạo hình, bởi vì cái đầu ti nó sẽ tách rời về cái việc mà nếu thông thường cứ sợ sau này cho con bú như thế nào, thế thì tuyến vâng. sữa nó phát triển và người ta sẽ có cái phẫu thuật để mà tạo hình đầu ti ấy và vâng. vẫn cứ có thể nuôi con được. Vâng. Nhá. Ờ. Vâng. Đấy, thì bây giờ trước mắt bây giờ là cứ giữ vệ sinh và massage cái vùng ngực như là tôi vừa nói vừa rồi ấy, và dạy vâng. cho cháu nó làm thường xuyên. Vâng ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Xin chào bạn nhé. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu.
khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 8 26 26 25. Vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 8 26 26 25. Chúng tôi đang chờ bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, Thái Bình đâu ạ? Vâng, chào anh ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì? Em trước kia năm 2013 em vợ chồng em trục trặc. Là hai vợ chồng chia tay. Rồi. Em có nuôi hai cháu. Rồi. Thì giờ em muốn đi bước nữa cũng khó quá anh. Khó là làm sao? Đi hỏi thì người ta nuôi hai đứa con thì người ta bảo nữa. Ta không muốn. Rồi, tôi hiểu rồi. Thế năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 41. 41 tuổi, sống ở Thái Bình đúng không? Công việc chính của bạn là gì? Công việc chính của em đi xây mà. À, là thợ xây đúng không? Vâng. Thế đồng ra cũng vất vả. Và ly hôn vợ mấy năm rồi? Em thôi vợ từ năm 2013. Tức là chục năm nay rồi, đúng không? Vâng. Lý do ngày xưa tại sao lại bỏ nhau vậy? Ngày xưa vợ chồng em chẳng có gì đâu, nó chỉ về tiền nong ấy, rất gì thì đợt đấy em đi học nước ngoài thì lúc đấy là hai vợ chồng thì lúc thì em về chuẩn bị em bay thì lúc thì mọi tiền rất gì thì vợ bảo là tiền tiêu hết rất gì, thế là em giờ lấy tiền đâu bay, thế là cô đấy ở nhà, thế là cô lằng ngoằng. À. Đi yêu người khác. Rồi, thế bây giờ là vợ cũ đã lấy chồng chưa? Lấy chồng rồi anh. À, thế à. Rồi, và bây giờ bạn nuôi hai con lớn rồi đúng không? Vâng. Bây giờ đi hỏi ai thì người ta cũng ngại, bởi vì mình đang nuôi hai con nhỏ, còn nhỏ đúng không? Thì đâm ra là cũng chưa trưởng thành, đâm ra là người ta ngại là về để thành phải chăm thêm hai đứa con của bạn nữa. Đâm ra là bạn cảm thấy rất khó khăn khi đi thêm bước nữa. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào, chào em. Vâng, em chào anh ạ. 41 tuổi, ly hôn 9 năm, nuôi hai con. Có gửi ông bà nội gì không? Hay là bố cứ đi làm thợ xây như thế thì hai đứa nó ở bên ai? Chỉ có bà nội thôi. À, bà nội đúng không? Vâng, chứ ông nội mất đâu rồi. Rồi, bé nhất là bao nhiêu? Đứa nhỏ nhất là bao tuổi rồi? Đứa lớn nhất là năm nay 14 tuổi. Wow, tức là khi ly hôn là một đứa mới có 5 tuổi, còn một đứa mới độ 2-3 tuổi. Vâng. Thế mà mình nuôi to con tất. Vâng. Ừ, tòa đã đồng ý, nhưng mà cô kia, cô vợ không nhận nuôi một đứa nào à? Không ạ. Ồ. Mà lúc đấy là em cũng chẳng cần gì đến mấy giúp gì, thì từ bấy giờ cô đi là giúp gì cũng chẳng có gì cho cháu giúp gì. Thôi rồi, chú biết như thế, bây giờ là một nách hai con, các bé cũng đã 14 với lại 12 rồi đúng không? Vâng. Ừ. Các cháu ngoan không? Học hành được không? Khỏe mạnh không? Học thì cũng được. Ừ. Hai thằng cu cả chứ hả? Hai vịt. À, hai vịt rồi, không sao cả. Ừ. Thật ra mình 41 ấy mà. Còn trẻ lắm ấy, chẳng qua mình lấy vợ sớm xong rồi ly hôn sớm, có con sớm, chứ nhiều anh 40 giờ chưa có vợ nhỉ. Còn giai tân ấy. Chứ không phải như mình là đã đổ gãy một lần hôn nhân đâu, cho nên là không có gì cả. Này, người ngợm được không? Cao giáo khỏe mạnh không? Đi xây chắc cũng rắn giỏi đúng không? Vâng, em cao 1m72. Ôi trời ơi, cao lồng lộng thế. Khỏe không? À, em khỏe. Ừ. Có bao giờ mà mình ở công trường hay chỗ làm hay ở nơi này hay khác mà có những cô gái chủ động thích mình không? À, đi công trường ít lắm anh ạ. Ừ. Công trường bọn em xây dựng không có mấy rồi. Thế à, ở toàn đàn ông đúng không? Vâng, toàn đàn ông thôi. Và đi công trình xa, thế xong là mấy tháng mới về, hay là cứ sáng đi tối về hay như thế nào? Em đi công trường khoảng vài tháng em về là như vậy. Toàn đi Quảng Ninh chứ chị. Rồi, đấy, cái vấn đề mấu chốt là như thế. Một người phụ nữ nếu mà có muốn kết hôn với em, tuổi chắc cũng không thể một cô gái 25, 27 được.
mình cũng 41 rồi, một nách hai con rồi, chắc là mình cũng không thể mong muốn là những cô gái quá trẻ. Thậm chí mình cũng phải chấp nhận cả những người mà đã từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân, thậm chí cô cũng có con riêng rồi, đúng không? Và cô cũng phải 35, 37 gì đó. Người ta nhìn thấy này, một nách đã hai con rồi, trong ông cứ đi tít mít tịt mịt như thế, thời gian đâu mà tìm hiểu, thời gian đâu mà gắn bó. Bây giờ thế này, em có nghĩ rằng mình ở đây em đi làm này là không phải là công ty đúng không, mà mà mình làm đến đâu thì mình ăn đó thôi. Hãy về gần đi. Thứ nhất là các cháu con nhà em ấy, một đứa 14, một đứa 12 là con gái, nó đang cái tuổi mà gọi là dậy thì đấy. Nếu mà ở nhà có mỗi bà nội lại già, thế là ba bà cháu về mặt chăm sóc thì chắc cũng không có gì lắm, bố cứ gửi tiền về là có đồ ăn thôi. Nhưng rồi hãy nhớ rằng các cháu nó đang xao xuyến rồi, biết đâu con gái mình 15 đã lại có bạn trai, 13 đã lại thế này thế khác là rất là mệt. Cho nên là, và hơn nữa mình cũng cần cứ đi lang bạt kỳ hồ đến bao giờ. 41 tuổi rồi, bây giờ cũng dừng lại sống mà nghĩ cho mình một chút đi. Em có thể xin là làm một cái, cho một cái tốp thợ, hay là thậm chí cho một cái ông bầu, không phải bầu xô mà ông cai thầu nào đó mà nó gần gần ở trong huyện thôi, là sáng đi tối về như là người đi làm cơ quan ấy, công ty đấy. Thậm chí là em ở huyện gì? Em ở huyện Hưng Hà. Khu công nghiệp nếu mà có được thì cũng đi làm công ty. Em có thể sang đến Hưng Yên cũng được. Thế rồi là hoặc là xuống dưới Cầu Nguyễn, hay là khu công nghiệp ở dưới Quỳnh Côi, hay dưới Thái Bình thị xã vân vân. Nhưng sáng đi tối về để cho gia đình nó ấm cúng lại đã. Trong gia đình có mẹ này, tức là mẹ em đấy, xong đến có em này, rồi các cháu này, tối có bữa cơm xì sụp đỏ lửa, gia đình cái không khí nó mới ấm lại. Thì lúc đấy thì người ta mới gọi là đất nó có lành thì chim nó mới đậu, nhà nó phải có không khí. Thì lúc ấy thì hai nữa là mình cũng mở rộng ra, mình nhờ cậu cô chú bác họ hàng bạn bè gần xa rằng là cũng mong muốn là nếu ai mà ở đâu quen biết một cô nào tuổi từ 32 đến 37, hiền lành tử tế, có đạo đức, có sức khỏe, có công ăn việc làm, ABC mình điên tiêu chí ra người ta giới thiệu. Thế và mình thì ổn định cuộc sống tại nhà. Thế thì mình đi tối về thì mới đi hẹn đi hò được. Tất nhiên cũng không phải như là thanh niên, thế nhưng mà cũng phải có những cái thời gian đầu cũng phải gặp gỡ tìm hiểu, đúng không? Không khó, trong trường hợp em không khó một chút nào, thậm chí còn nói là dễ nữa. Với điều kiện là em phải đứng lại, chứ em cứ chạy như là con chim ở trên trời thế thì làm sao mà đuổi mà bắt được cái gì, đúng không? Cuộc sống gia đình nó rất cần một cái ổn định, một cái nó bình an. Hãy trở lại đi, cân nhắc đi. Đi làm xa chắc có thể lương cao hơn. Ngày công một tháng ngày em có thể kiếm được 500, về nhà làm chắc nó chỉ độ 350 một công, nếu như em là thợ cả, anh biết thế. Thế nhưng mà mình lại được một cái việc khác nhé. Đặc biệt hai đứa cháu đang tuổi mới lớn, rất là cần cái sự giám sát để ý của bố. Chứ không rồi bố thì cứ đi lang bạt kỳ hồ, mong muốn có vợ, chưa có vợ quay về con gái bảo là bố ơi con chót dại rồi, là mình lại có thằng con rể 16-17 tuổi là chết đấy. Rồi bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Vâng, em nghe rõ đấy. Rồi hy vọng bạn sẽ sớm ổn định được cuộc sống nhá. Xin chào bạn. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hải Phòng. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Hải Phòng. Vâng, xin chào chương trình. Dạ vâng, chào chị. Câu hỏi của tôi muốn xin được tư vấn. Vâng. Là cháu nội tôi năm nay 9 tuổi. Vâng. Mà khi cháu 4 tuổi thì nó bị hẹp cái bao quy đầu. Vâng. Thế có đi khám và bác sĩ đã cắt cái bao quy đầu của cháu. Vâng. Đến nay cháu 9 tuổi nhưng mà nó không... cái da nó không bao được cái đầu của nó. Thế nó cắt rồi thì làm sao lại còn bao được nữa? Nhưng mà thế tôi mới đang muốn gửi chương trình là nó không bao được thì liệu sau này nó có ảnh hưởng gì về cái dương vật của cháu không? Rồi thế bố mẹ nó đâu hả bà nội? Bố mẹ cháu đi làm xa. Rồi thế là bà là chăm sóc cháu đúng không? Hồi 4 tuổi thì nó bị chít hẹp bao quy đầu, thì đâm ra là đã mang lên bệnh viện để bác sĩ cắt đi cái chỗ
hẹp đó. Vâng. Và bây giờ thì bà thấy là cái đầu nó tơ hơi ra ngoài thì bà lo là bây giờ nó phải có cái gì nó phủ lên đúng không? Vâng đúng rồi, bây giờ tôi thấy nó cứ trơ cho anh như là cái sọ ấy. Rồi sợ sau này nó có ảnh hưởng gì không? Bây giờ thì bây giờ bà nội nghe lời của bác sĩ Vũ Minh Phượng tư vấn nha. Vâng. À, vâng, chào chị. Thế chị sợ vâng. Cái gì? Lo cái gì? Lo là lo cái da nó không bọc được cái dương vật của cháu. Ừ thì rõ ràng là không... nó ảnh hưởng như nào? Ảnh hưởng cái gì? Nói thẳng cái lo ra đi. Lo anh... là sau này không biết là nó như thế nào ấy chứ. Như nào tức chứ là mình... tức là nó có con được không gì? Nếu là có ông nội cháu thì ông nội cháu đã lớn mà hơn nữa là cái tuổi trưởng thành rồi. Mà cháu thì nó đang còn bé mà nó như sợ thế này là lo. Sau này nó không trưởng thành được giống ông nội nó. Đúng không? Đấy, không lấy vợ được, không có con được, lo thế gì? Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi. Thế bây giờ nó cắt đi rồi thì cái mà bây giờ bà nội rất cần hướng dẫn cháu nó vì nó trưởng thành đấy. Cho nên nó mới trơ sọ ra. Chứ còn nó mà không trưởng thành thì không thấy cái gì cả. Cắt đi rồi nó vẫn còn chúm chúm, túm túm ở đấy, đúng không? Cái nó đấy... không túm chứ, nó không túm. Hồi trước, tức là bây giờ nó trưởng thành rồi cho nó mới lộ dần ra. Mà lộ rõ hết cả ra rồi. Thế thì bây giờ không sợ đến cái chuyện là à cắt như thế này thì mai kia là không có con được thì không sợ cái chuyện đấy nhá. À, không phải vì cái chỗ mà nó trơ như sọ ấy mà là nó không có con được. Mà cái việc rất quan trọng bây giờ là hướng dẫn cháu là phải bảo vệ cái chỗ đấy, rửa cái chỗ đấy, rồi thấm khô cái chỗ đấy cho nó sạch sẽ. Bởi vì ngày xưa nó còn có cái lớp da nó phủ vào để nó bảo vệ. Thì bây giờ nó bị trơ ra rồi thì phải biết chăm sóc ấy, như cái kiểu như cái da mà nó bị mất một cái lớp da nó còn ở phía trong là cái nó non choẹt rồi ấy, đúng không? Thì phải giữ gìn, con nhỡ nó viêm nhiễm. Vậy thôi. Nhá. Thế nó vẫn an toàn chứ bác phụ. An toàn bây giờ cái từ an toàn. Câu hỏi thứ hai tôi muốn hỏi bác sĩ tư vấn cho tí là con trai mà nó cứ mỗi một khi mà ăn cơm vào thì kể cả là mùa đông hoặc mùa hè cháu cứ vã mồ hôi đầu ra. Nó vã mồ hôi như là người dội nước ấy thì không biết nó là như thế nào bác sĩ. Con trai là con trai đẻ của mình á hay là cháu này? Thế à? Cứ ăn cơm là nó cứ vã mồ hôi ra. Chắc là nó rối loạn cái... Thế nó không đi khám à? Con trai đấy có vợ chưa? Con trai có vợ rồi, đi khám nhưng mà không ra bệnh được. Không ra bệnh? Có lẽ là nó chỉ là một cái rối loạn thần kinh giao cảm gì đấy. Hay là một cái phó giao cảm nó bất bình thường ở chỗ đấy. Vấn đề... rằng là nó có chồng, nó có vợ, nó có con. Và cái việc mà ra mồ hôi thì nó hơi khó chịu cho nó thôi, đúng không? Nhưng mà chỉ mỗi khi ăn cơm nó mới ra thì lúc ăn cơm rồi nó thay đổi trạng thái thì nó thế. Thì lại lau khô đi thôi. Có người khi ăn cơm xong thì nó cứ vã hết mồ hôi toàn người ấy. Đấy, thì con mình nó ở đâu? Thôi bị sợ. Thôi lo vừa thôi, mình già rồi. Bảo mày đi khám đi, và nó đi khám rồi, người ta bảo là không sao, không bệnh gì. Thì thôi, bà lo ít thôi, mình lo sức khỏe của mình đi, nhá. Lo con trai ở đầu trên, xong lo con cháu ở cái phía dưới thì khổ quá. Chả lo gì cho mình cả, nhá. Không sợ đâu, cái thằng con lớn kệ nó. Nhá, còn thằng con cháu thì vì mình còn trách nhiệm mà chăm sóc nó thì mình để ý giữ vệ sinh cho cái chỗ chọc chọc đấy một tí nha. Rồi thì bà đã hiểu vấn đề chưa? Vâng, tôi hiểu rồi. Thì nếu mà bình thường thì nó lớn nó sẽ tự lộn ra. Thế nhưng mà bây giờ do cháu mình nó hẹp, đâm ra bác sĩ đã cắt trước đi rồi, thế đâm ra lớn nó không việc gì nó phải tự lộn ra được nữa nhá. Thế nó không phải lo nữa nhá. Rồi, xin chào bà nội. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Các bạn thân mến, 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần sau trên hệ VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam và qua số điện thoại 247 là 0243 826 2625.